nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại. Tưởng tượng các cơ trải dài ra trên chiếu. Không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ. Chú ý vào hơi thở của bạn. Thở chậm và sâu từ cơ hoành. Khi hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít năng lượng vũ trụ vào trong từng tế bào của thân thể bạn. Tâm trí và thể xác của bạn đang được nạp đầy năng lượng trở lại. Hãy cảm nhận năng lượng vũ trụ lưu thông xuyên qua bạn, rửa sạch và quấn đi tất cả mọi căng thẳng và tiêu cực bên trong lẫn bên ngoài. Cảm thấy chính mình tràn đầy với năng lượng thanh lọc này tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông của cơ thể bạn, làm bạn tràn đầy với niềm vui và tình thương. Tập trung chú ý vào rốn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cảm giác thư giãn và dễ chịu đang lan tỏa dần khắp cơ thể. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn chân. Lòng bàn chân thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới gót chân, tới cổ chân. Hai bàn chân hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo bắp chân lên khớp gối. Tập trung chú ý vào khớp gối. Khớp gối thật thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo cơ đùi lên khớp háng. Tập trung chú ý vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm lan tỏa dần vào vùng bụng. Tập trung chú ý vào rốn. Rốn đang ấm dần lên. Rốn thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa khắp vùng bụng, lan tỏa lên tới ngực. Tập trung chú ý vào ngực. Các cơ trên ngực hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa lên hai vai, tràn xuống sau lưng. Tập trung chú ý vào cột sống. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa khắp vùng lưng, lan tỏa dần vào các cơ quan nội tạng. Các cơ quan nội tạng hoàn toàn thư giãn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa dần vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ tay, lan tỏa khắp cánh tay. Hai tay ta hoàn toàn
thư giãn và ấm áp. Hơi ấm của hai tay hòa cùng hơi ấm của cơ thể lan tỏa dần theo cổ lên tới cằm, tới môi, tới mũi, tới mắt và tràn xuống hai bên má. Các cơ trên mặt hoàn toàn thư giãn, nét mặt thật nhẹ nhàng, thanh thản. Hơi ấm lan tỏa sang hai tay, ra sau gáy và lên tới đỉnh đầu. Tập trung chú ý vào đỉnh đầu. Hơi ấm lan tỏa dần vào trong não. Hệ thần kinh hoàn toàn thư giãn. Mọi căng thẳng đều tan biến mất. Tâm trí ta tràn ngập cảm giác bình an và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh trên sóng biển.